Mùa mưa lũ năm nay thì các tỉnh thành miền Trung đã gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hàng nghìn trẻ em bị ảnh hưởng đến việc học tập. Trước tình hình đó thì Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai đã phát động đợt vận động khẩn cấp để thực hiện chương trình Vì tương lai xanh nhằm giúp con em học sinh ở các tỉnh bị thiệt hại có thêm cơ hội được tiếp tục đến trường. Em Đinh Thị Kim Hằng đến từ tỉnh Quảng Nam, đại diện cho hơn 400 em học sinh tại khu vực miền Trung nhận học bổng từ Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai trao tặng. Sau cơn mưa lũ quét tại Trà Leng, cơ hội đến trường cho nhiều học sinh như em Hằng gần như khép lại. Do những mất mát đau thương, các thầy cô giáo đã đến từng nhà để vận động các em trở lại lớp. Cái việc khó khăn nhất mà chúng tôi gặp phải sau bão là cái việc vận động các em để trở lại trường và khắc phục những cái sạt lở, khắc phục những cái hư hỏng của trường học để mà cho các em quay lại. Đặc biệt là cái việc vận động mà các em ra lớp thì các em gặp rất là nhiều khủng hoảng về mặt tâm lý cũng như là mặt nhà cửa, cho nên là thầy cô giáo phải rất là tập trung để lo việc này. Hơn 2 tháng qua, chương trình Vì tương lai xanh của Quỹ Cộng đồng Phòng chống thiên tai đã trao tặng 4,7 tỷ đồng cho các em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây là sự động viên kịp thời, thiết thực để thầy trò nơi vùng thiên tai vượt qua khó khăn, ổn định dạy và học. Nhưng mà thấy là tất cả các em đều vượt lên cái số phận đó để các em học giỏi. Và chính cái học bổng và cái sổ tiết kiệm Vì tương lai xanh đó là cái chất xúc tác để tất cả các em được đến trường. Và cũng như là cái quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai xác định là làm sao đó là kết nối sức mạnh cộng đồng để làm sao để tất cả các em học sinh ở vùng lũ phải được đến trường. Mất mát về tinh thần là quá lớn, nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoài. Mong rằng với sự chung sức đồng lòng sẻ chia của xã hội, những số phận kém may mắn sẽ được tiếp thêm động lực vượt qua nỗi đau để trở lại với cuộc sống bình thường.